vừa lòng những kẻ hạn hẹp. Cố ghét vật dữ cho thành câu, viết về những thứ không thật cho thành lâu. Đâu là phần thưởng cho người chán mức, chỉ có những kẻ thua cuộc vẫn cứ ráng sức lên cho đến khi nào kết thúc trong một khi chết. Vì tên không chào chết vẫn không được gì, cảm xúc chỉ còn là chút gia vị. Rapper nổi tiếng thì cứ ra đi, tiền vẫn không có để chứng tỏ mình không mất chất. Fan không ăn được giờ xuất hiện những bộ mặt thật, mà mới thì không có quyền được lên tiếng. Mà cũng chém nhau nằm trong bệnh viện, rap để trở thành một nhà thương đi. Không có đất gì không được chấp nhận là thương. Yeah.
tình.